Mèo dễ thương quá. Ê Bọc. Wow. Mèo dễ thương quá. Mèo dễ thương quá. Dễ thương quá. Ê, cái chìa khóa bà nó mất tiêu rồi. Chết bà, quên em xách văn rồi. Có ai? Ủa? Xách tao mà. Đâu làm mình có vậy? Nhất của tao mà. Vậy đâu ra mày có cái này vậy? Tức mày có tới cái này luôn á hả? Ui, cái con má. Mày tự nghĩ đi, sao tao có? Chào bạn, mình là thành viên của câu lạc bộ báo chí. Bạn có thể dành cho chúng mình một ít thời gian để trả lời một vài câu hỏi liên quan đến tuổi vị thành niên được không ạ? Dạ được. Ai là người đi học với bạn mỗi ngày? Dạ, bạn thân của em, Diêu Bông. À, đó là tên thiệt. Dạ đúng rồi, Trần Diêu Bông. Ai là người ăn trưa với bạn mỗi ngày? Dạ thằng Bông. Vậy còn mỗi tối bạn đi chơi, ai sẽ là người đi với bạn? Em cũng Bông luôn. Mỗi khi bạn bày bừa, ai sẽ là người nổi giận? Dạ nó luôn. À không, mẹ đã có thêm sự xuất hiện của mẹ rồi quý vị ạ. À, mỗi khi bạn buồn, vui, thất tình thì ai là người bạn tin tưởng nhất để chia sẻ những câu chuyện đó? Dạ Bông. Ai là người cướp đi nụ hôn đầu của bạn? Còn Bông luôn chị. Xong chưa chị? Nãy giờ hỏi tụi mấy câu liên quan mày không? Bông! Bông! Đây. Nhà bạn của mấy anh chị em. Một mình à? Một mình. Ê, đừng đập này. Có đập này. Đập này bể cả đời. Thích được không? Nè, tôi nói cho bạn nghe nè. Bạn mà đụng đến một cọng tóc nào của Diêu Bông ha, là bạn tự hiểu đi. Bạn yên tâm đi. Tôi quý Diêu Bông lắm. Tôi coi Diêu Bông như bông. Bông là bông, chứ lẽ là lựu đạn. Cưng cưng.
bên là bạn thân, một bên là em trai. Tính ra là tôi bắt cầu cho hai người chốn bàn với nhau luôn á. Làm cái gì mà như con rể ra mắt bố chồng tương lai vậy? Quên. Mày phải nghe tao nói. Tao không biết dạo này tao sao nữa. Tao không biết tao như thế nào hết á. Cái cảm xúc của tao nó lạ lắm. Khi yêu á, ai cũng cảm thấy trong lòng nó lâng lâng, hạnh phúc, hiểu không? Không cần khoe. Vậy ha. Đừng đi. Tao đã nói không được mà. Sao không được? Đã bảo là hôm sau. Hôm sau là gì biết không? Đưa phần mềm đi thẳng vào bên trong và ngoạn ngoại một cách có cảm xúc. Tao không có chịu. Sao không chịu? Ê, mà có cần phải nhất thiết phải làm gì không hả? Bắt buộc. Hôn xã giao thôi, mắc gì phải ngoạn ngoại. Gì đó thật. Muốn đoạt giải thì làm phim phải thật. Ok. Biết là vậy nhưng mà mắc cái giống gì mày kêu tao với dưa bông vô đóng cho mày, còn đóng bò lớp nữa. Vì tao cần couple real. Vì tao cần couple real. Hai đứa bay yêu nhau ngoài đời thật mà. Mày điên hả? Làm gì có. Ngủ bằng bình an, bằng an, hiểu không? Vậy ý mày nói là mày với Hữu Bằng là một đôi á hả? Chứ gì nữa. Trời, không có đâu. Về không quay gì hết á, tôi trả tiền mà. Ê quay tiếp đi, quay tiếp đi. Đi ăn cháo vịt không? Đi. Mày nói gì? Cái này đi với tôi á. Là nó dám đối xử với tao vậy luôn á. Được tao ngủ đi chơi là phước đức lắm rồi. Chạy mình đó nha. Hashtag Pride. Hashtag Drama Win. Hashtag Hot. Là đau đớn dữ chưa? Có. Tao đau lắm á. Đau đâu? Hết đau chưa? Rồi. Không. Tối ngày chỉ biết ôm cái máy, không là học hành. Chả. Tao đúng chả đâu mà. Chả. Ui. Thank you.
tởm. Mày nghe thấy gì không? Nghĩa gì? Nghe con mắt mày á. Ăn sandwich. Cảm ơn nha. Lát lên lớp tôi trả tiền lại cho. Thôi, tao bao á. Thôi, tao bao á. Mày, mày giết. Mày sao không? Mày khóc không? Làm hết bài tập cho tao. Ăn bánh rồi thì phải làm bài cho tao chứ. Mày quá một tí nữa là vô mỏ mày nha. Nha. Giết. Sao vậy? Sao vậy Bông? À, mày làm gì vậy? Giữ tự trọng chút đi. Tao làm gì có tự trọng. Mày nghe câu ăn bánh trả tiền chưa? Hả? Muốn làm gì? À, gì vậy? Thôi tao không ăn ở đâu. Ê, nhóm thuyết trình phải có 3 người. Giờ có tao với mày rồi. Thêm ai vô nữa? Nè, tôi và Mỹ Diệu thuộc team giàu có. Tôi cho phép mấy người vào team của tụi tôi để san sẻ sự giàu có của team tôi. Hả? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi cho phép mấy người vô nhóm thuyết trình chung với tụi tôi. Tôi với Hữu Bằng chung nhóm. Hữu Bằng là team của tôi. Chúng tôi là một team nghèo khó, sẵn sàng chia sẻ sự nghèo khó với các bạn. Giữ tư cách. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đếm từ 1 tới 3 cho mấy người quyết định. 1 2 3. Tao xin lỗi nha. Mày đi tìm nhóm khác nha. Ngày mai thuyết trình rồi đó. Hơn anh ấy lo nha. Có gì lần sau tao san sẻ sự giàu có cho mày nghe. Căn tin hết chỗ hả? Mắc gì ngồi đây? Thích. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đi. Mày có chân chắc nó. Chân. Giữ tư cách. À, chân.
với cái bản tính lì lợm của nó. Mày có đi chỗ khác á, nó cũng đi theo mày thôi à. Giữ tư cách. Dạ, nước của hai anh. Ủa? Nữa hả chị? Dạ, lại gặp hai anh nữa rồi. Hôm nay con là vợ của chúng em, có một cái game hai anh chơi chung với tụi em nha. Từ chối được không chị? Ok. Game của chúng ta có tên là Bạn thân mày. Ok, giơ tay lên. Giơ tay lên. Bây giờ các bạn lần lượt bóc phốt nhau. Nếu như bị bóc phốt đúng thì phải dũng cảm gặp lại một ngón tay. Ok. 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 Bắt đầu. Sao chú nha. Bản thân tôi, nó chưa từng hôn con gái, cứ thấy gái là chạy. Gặp. Bản thân tôi có cái mụn nhọt đã trở thành sẹo lòi ngay mông bên trái. Gặp. Gặp. Bản thân tôi mỗi lần nó nhậu xỉn là nó cởi hết quần áo chui vô toilet ngồi khóc. Gặp. Tao đi tắm chứ bộ, mày có khóc không? Gặp. Thằng bạn thân tôi chỉ còn thấy con dán thôi là nó tè dầm. Ê, đó là lúc 9 tuổi nha. 10 tuổi, 11 tuổi cũng có nữa. Gặp. Bạn thân tôi 17 tuổi rưỡi mà vẫn còn mặc underwear Doraemon kỳ lân xanh đỏ tím vàng. Ê, tính ra cái underwear tao mày cũng mặc ké chứ hộ. Ê, bác dạy, nó nói gì vậy? Khốn. Ổn không? Sao căng thẳng quá vậy? Ổn không? Ok. Ok. Tiếp đi. Bạn thân tôi bị tôi cướp nụ hôn đâu? Mày nói gì hả? Tao nói gì đâu? Mày cũng nói cái gì vậy? Thôi tôi nói chuyện. Mày chơi cái gì vậy? Mày chơi vậy? Thôi thôi anh ơi. Đi ra. Mày nha, mày sống đó nha. Mày biết tôi có cái chuyện đó mày chơi vậy? Chơi vậy mày nói chứ. Mày buông à. Ê, mày à. Mày chạy được.
gì ông anh mới nói. Không nghe đâu. Mày xa cái đi đâu đây? Máy chạy rồi, máy chạy rồi. Anh nghe không? Rồi. Máy chạy rồi, máy chạy rồi. Mò mày cần không thấy. Bỏ mà, bỏ mà. Thôi cắt cái đi. Máy đã chạy. Cơ anh họ đứng im đi, đừng dính cái chân đèn bóng. Nghe em đã. Nghe anh Thái nói không? Em hả? Anh Thái nói bù đàm em nghe không? Nghe nghe. Đứa nào ăn? Máy chạy rồi.
xoay hết làm sao rồi. Cái mẹ nè. Bấm máy. Rồi máy chạy rồi, máy chạy rồi. Bên xuống. Hơi chưa đầu nhiều quá. Bên xuống mất. À bây giờ. Lúc ấy em sợ em cắt mặt hàng này kia. Kệ kệ. Bên nó hơi dư đầu nhiều quá. Mình không hơi tìm. Mẹ thì xanh xanh đấy nhỉ. Gì đấy? Không nói gì đâu. Nó bị cấm con què. Kính em à? Đây này, không phải kính em. À, cái đèn ấy của anh. Cái đèn đấy của anh đúng nó đó, nó. Ok bạn anh đưa tay đấy được rồi anh ta. Được ạ. Đi qua luôn đúng rồi, đi qua máy. Cho nhóm nhận nhận này.
Tập 6, cảnh 1, chương 2, take 5. Cắt.